Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình ở không cũng bực khó chịu quá. Thì mình đi vào cái xứ cái chốn tiên cảnh của Gia Lai, xứ Cờ Bang. Thiên nhiên rất ưu ái cho vùng đất này. Bởi vì sao? Bởi vì vùng đất Cờ Bang này á, của Gia Lai này á, thì thiên mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những cái con thác đẹp nằm trong top 10 của Việt Nam mình đó mọi người. Thì mình vào trong này để mình review để cho mọi người biết được cái cảnh quan thiên nhiên của Cờ Bang và những cảnh đẹp thiên nhiên mẹ thiên nhiên ban cho Cờ Bang nhé mọi người. Đây là khu rừng nguyên sinh nhé mọi người. Ngay cái thác này, cái thác mình đang vào đây là thác Hang Dơi. Tại sao nó có hang tên là thác Hang Dơi? Bởi vì thác chảy ở trên, còn ở chính cái bọng ở trong cái thác á là một cái hang dơi trú ngụ, nên người ta gọi là thác Hang Dơi nhé mọi người. Đây những cái cây nguyên sinh, rừng nguyên sinh. Thấy mọi người thấy cây tỏ đùng trước mặt không? Cao mấy chục mét đó mọi người. Đây nội quy của khu tới thác này cho đó mọi người. Khu du lịch sinh thái thác Hang Dơi, xã Đắc Sơ Ma, huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai nhé mọi người. Cách trung tâm huyện Cờ Bang, thị trấn Cờ Bang 5 km. Đây và nó đã xuất hiện đây. Thác Hang Dơi nhé mọi người. Có cầu thang đi xuống luôn mọi người ơi. Cái chỗ này đã được làm khu du lịch sinh thái rồi đấy. Thì đã được đầu tư đường xá đi lại, đường bê tông dẫn vào tới nơi nhé mọi người. Cái này rất thích hợp cho mọi người đi xả stress, giải trí thôi. Wow, mình đứng ở nhìn thấy nước nó bốc khói ra luôn kìa mọi người, bốc hơi ra luôn mọi người. Nước nó vang mạnh quá. Thì cái này là rất là gần thị trấn Cờ Bang, đi xe ô tô vào vẫn được, đường bê tông vào tới nơi nhé mọi người. Nên mọi người thích thì cứ đến nơi này để mà chiêm nghiệm và vui chơi hòa vào núi rừng Tây Nguyên nhé mọi người. Đấy, mọi người thấy nước nó bắn hạt nhỏ nó bay như là khói luôn mà mọi người, trước mặt mọi người đấy, giống khói quá, tuyệt tác của thiên nhiên đó. Tuy so với người dân ở Cờ Bang này thì cái con thác này là không gọi là tuyệt và không gọi là đẹp, nhưng mà so với người đồng bằng á và so với mọi người nơi khác á thì đây gọi là tuyệt tác của mẹ thiên nhiên nha mọi người. Mọi người thấy cái cây khô trước mặt cũng có hoa lan bám trước mặt mọi người đấy. Rừng này còn nguyên sinh nhé mọi người, thiên nhiên không nguyên sinh đấy. Thác, xin nhắc lại mọi người, đây là thác Hang Dơi nha mọi người, Cờ Bang. Và lại đường đi xuống đây. Ủa, bọt bắn tung tóe trắng xóa. Xin nhắc lại mọi người, đây là thác Hang Dơi nhé. Nước rất là nhiều mọi người ơi, dòng thác đổ to đùng. Đấy, nó bay mù mịt hết luôn á mọi người. Những hạt nhỏ nó bay. Thác Hang Dơi đẹp quá mọi người ơi. Đấy, mọi người thấy nước nó bắn chưa, nó bay chưa? Bây giờ tới mình ở mình cách xa kìa. Mình ở đang đứng chỗ cách xa của con thác này không có 7 mét. Nhưng mà bọt của nó và nước, hạt nước nhỏ nhỏ nó bay tới mặt mình luôn mọi người. Nó cuộn cuộn trước mặt mọi người đấy. Xin nói cho nét lại cho mọi người nhớ thác Hang Dơi. Bởi vì tại sao? Bởi vì sau cái dòng nước đấy là một có một cái tổ cái hang động gọi là Hang Dơi đó mọi người, nên người ta gọi cái thác này là thác Hang Dơi cho dễ nhớ và dễ gọi. Wow, lưu lượng rất là lớn mọi người ơi, cả trăm khối trên dây và đừng nói trên giờ. Do mình cũng có làm bên tí xíu bên chuyên ngành bên nước á, thường xử lý nước thì tính theo khối trên giờ nhé mọi người, còn cái lưu lượng này á một giờ phải 1.000 khối á mọi người ơi, đơn vị tính 1.000 khối chứ không phải là chục khối trăm khối nữa nhé. Rồi mình tiếp tục đi xuống dưới cho mọi người xem cái view khác, cũng con thác này luôn nhưng mà cái view khác, view ở phía dưới.
Wow, bọt này mọi người thấy bọt nó bay, nước nó bay á. Dòng thác nó tạo ra mọi người. Chắc không phải mưa thì đâu nhé mọi người. Mọi người thấy mờ mờ trước mặt đó là do những hạt nước mà của dòng thác nó đổ xuống nó bung ra mọi người ơi. Đấy. Nó bay lơ lửng y như là khói, xương khói mọi người. Nhưng thực tế đó là nước đó mọi người. Wow. Trời đang bị bão lũ thế này á. Không khí ở Tây Nguyên nó đang rất là xe đang là xe lạnh, nhưng mà mình vô chỗ này thì nó gặp cái cảnh tượng này nữa thì nó lạnh. Wow. Đây mọi người xem những cái cục viên đá ở xung quanh này mọi người. Hạt nước nhỏ nó bay nó bắn ướt hết luôn hả mọi người. Đấy trước mặt mọi người đấy ướt hết, không phải trời mưa đâu. Nhưng mà do đây là những hạt nước nó bay ướt hết đó mọi người. Ướt hết đá trước mặt mọi người luôn á. Wow, thác Hàng Dơi. Hành tráng quá. Đấy mọi người, mình có nói xạo đâu, đây này đá nó ướt hết này mọi người. Đá ướt bởi vì sao? Bởi vì đấy nó bạc vào mặt mình luôn. Ôi vô, ghê quá, gió nó bạc, nước nó bạc vào mặt mình luôn. Ướt hết cây luôn nè. Cây và đá xung quanh bị ướt hết. Đấy trên đỉnh thác có một cái cây to đúng không ạ? Wow, nước tạt ghê quá. Ồ, oh, thác Hàng Dơi ơi, thác Hàng Dơi. Vùng đất Cờ Bang này á, ông chủ Tất Thiện á, ông rất tự hào bởi vì mẹ thiên nhiên đã ưu ái cho vùng đất Cờ Bang này. Rất là nhiều con thác đẹp. Ông chủ Tất Thiện Cờ Bang này rất tự hào về điều đó mọi người ạ. Wow, coi mọi người xem cái đấy, nước nó bay đấy mọi người, ghê chưa? Đấy coi nước, những hạt nước li ti nó bay đó mọi người. Nhìn thấy hạt nước nó bay á, mọi người mới nghĩ được cái dòng nước nó mạnh thế nào. Con rắn này cao chắc cỡ 10 mét đó mọi người. Thác này còn có 10 mét đó. Và những tảng đá xung quanh kìa. Mà coi cái nước nó bay, bánh nó bay á, ghê chưa? Wow, ướt hết người mình luôn á mọi người ơi, như trời mưa vậy. Nhưng mà thực tế là do những hạt nước của thác này đổ bay ra như trời mưa luôn. Wow. Đây, dòng thác nó đổ, sau khi đổ xuống thì chạy ra dòng suối này. Và nó đây. Đá xung quanh kìa, đúng là Hàng Dơi. Đá xung quanh xung quanh nè. Và đây dòng suối sau khi thác đổ xuống thì nó ra đấy. Ồ, dưới thác có những tảng đá to kinh khủng kìa. Wow, quá hùng vĩ, quá to. Ở phía sau ấy là cái Hàng Dơi nha mọi người, nên gọi là thác Hàng Dơi đấy.
hoa lan 80 cây. Và rong rêu cây mọc đại diện cây khô này. Quá kinh khủng, thác hang dơi. Mình xin nhắc lại cái thác này rất gần với thị trấn Cờ Bang, cách 5 cây số thôi. Mọi người rất là dễ đi, đường bê tông nó dẫn vào tới nơi. Thì đi xe ô tô vào cũng được, xe máy vào cũng được. Thì mọi người mà thích thú thì cứ dịp đến đây mà chơi. Rất là dễ đi, đường không khó đi đâu. Wow, đẹp quá. Wow, thác đẹp mà khung ảnh xung quanh cũng đẹp nữa mọi người ơi. Đây rừng nguyên sinh nhé mọi người. Thôi video và thác Hang Dơi xin đã kết thúc nhé mọi người. Mình xin nhắc lại đây là thác Hang Dơi, cách trung tâm thị trấn Cờ Bang, tỉnh Gia Lai 5 km về hướng đông nhé mọi người. Nếu mọi người đã thích tới thì họ vào thị trấn Cờ Bang hỏi thác Hang Dơi thì ai cũng biết và ai cũng chỉ được, rất là dễ tới. Mình là lần đầu tiên tới thác Hang Dơi đó, cũng đi hỏi người ta thế thôi, rất là nhanh gọn. Thôi chào mọi người nhé, thác Hang Dơi xin kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem video, nếu thấy thích hay và ý nghĩa thì nhớ đăng ký like ủng hộ mình với nhé mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.